Vâng, tôi xin hỏi câu thứ tư. Tôi đi tầm đạo và đi chùa nhiều nơi, sao tôi chỉ thấy duy nhất tại chùa Thiền Tông Tân Diệu có dòng chữ cho hỏi tự do về đạo Phật dù hữu hình hay vô hình. Cớ sao các chùa khác, các sư trụ trì lại không dám để câu này? Vậy chúng tôi muốn biết chùa hay đạo nào đó đang truyền đạo đúng hay sai thì phải làm sao ạ? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 4 của chị Nguyễn Thị Trường Giang. Thắc mắc này, chị nên hỏi chùa nào mà chị đến, chứ ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi làm sao trả lời thay thế các chùa đó được. Chúng tôi xin không trả lời câu hỏi này của chị. Xin mời chị hỏi câu hỏi tiếp theo.